1, 2, 3. Đây ơi, Hương đây nãy nè. Con nói thôi, con đừng có chọt chọt vô. Nếu lỡ nó là loài động vật nguy hiểm thật, con đưa tay vô là nó chích con á, là con sẽ gặp nguy hiểm liền, biết chưa? Hai chị em chơi cẩn thận coi chừng té nha con. Dạ mẹ. Dạ Hân ơi, lên đi, hai chị em mình nắm tay tuột xuống nè. Chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Đây ơi, Hương đây nãy nè. Được rồi, để chị lên nhảy chung với em nha. Thôi hai chị em nhảy vừa vừa thôi con, lỡ mà văng xuống đất là té luôn đó, biết chưa? Chơi vui mà mẹ. Chơi vui nhưng mà mình cũng phải cẩn thận con. Lỡ mà tụi con nhảy nhanh quá, mạnh quá là nó văng ra ngoài này là trúng mấy thanh sắt còn dưới mấy cái móc này nè, cũng nguy hiểm nghe. Nó có thể gây bị thương con đó. Thôi bây giờ hai chị em đi xuống nè. Các con nhớ nghe, mình chơi cái gì cũng phải cẩn thận, đừng có để gây nguy hiểm cho mình nghe. Ôi hai, cái cây đó cái có cái gì kìa? Đâu, để chị hai ra ngoài này coi thử coi. Ôi, hình như là một con rắn nè. Oh no. Quá, ở đây còn có một con rít với một con bồ cạp nữa nè. Nó còn đưa hai cái càng nó lên nữa. Đâu, để mình lại gần coi kỹ thì kỹ nó coi. Chị mà, con làm cái gì ngoài này mà nãy giờ mình thấy con khum khum ở đây vậy? Mẹ ơi, ở đây có con bồ cạp nè, con rít nè. Con nói thôi, con đừng có chọt chọt vô. Nếu lỡ nó là loài động vật nguy hiểm thật, con đưa tay vô là nó chích con á, là con sẽ gặp nguy hiểm liền, biết chưa? Vậy á mẹ, ở trên này còn có con rắn nữa nè mẹ ơi. Nếu con đi đâu á, gặp những loài động vật nguy hiểm như là rắn, rít hay bò cạp gì đó, con tuyệt đối không đến bắt hoặc là tiếp cận gần, mà phải đi xa ra và gọi người lớn liền nghe không? Vì những loài động vật này nó có thể gây nguy hiểm cho con nghe, nhớ chưa? Các bạn ơi, các bạn xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.